Từ bạn đời đến bạn đạo. Tập 1. Yêu trong tỉnh thức. Thay đổi góc nhìn để bên nhau dài lâu. Tác giả: Tuệ An. Phát hành bởi Happy Academy và nhà xuất bản Dân Trí. Diễn đọc: Thùy Uyên. Lời nói đầu. Đừng đọc quyển sách này nếu bạn đang muốn thay đổi một ai đó trong tình yêu, hôn nhân. Vì người bạn cần thay đổi đầu tiên là chính bạn. Đây không phải là một cuốn sách để bạn đọc ngấu nghiến từ đầu cho đến cuối rồi bỏ xó. Hãy sống với nó, hãy coi nó là một người bạn. Hãy vừa đọc vừa cảm nhận một cách tự nhiên. Đôi khi chỉ cần đọc vài trang rồi đóng sách lại, thở, tĩnh lặng và suy nghĩ. Hãy cho phép tôi thực sự được nói chuyện với bạn qua từng con chữ. Bạn yêu quý của tôi, chúng ta sẽ chỉ có thể chung sống hạnh phúc với người khác khi có năng lực tự sống hạnh phúc với chính mình. Đó là sự thật và sẽ luôn là sự thật đặc biệt trong tình yêu, hôn nhân. Đừng tìm đến tình yêu khi ta còn đang yếu đuối và cần được dựa dẫm vào ai đó. Hãy tìm đến tình yêu khi ta đã có đầy đủ yêu thương với chính mình và sẵn sàng để trao đi yêu thương đó. Cho dù bạn là ai, đang làm gì và ở đâu, có một điều chắc chắn rằng bạn luôn rất có giá trị và bạn có thể bắt đầu bước đi trên con đường tình yêu tràn ngập ánh sáng, niềm vui. Chỉ cần bạn chọn luôn tỉnh thức và nỗ lực đến cùng. Yêu thương và biết ơn. Tuệ An. Lời cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn bạn, người đang cầm trên tay bộ sách Từ bạn đời đến bạn đạo, gồm 2 tập. Tập 1: Yêu trong tỉnh thức. Tập 2: Kiến tạo gia đình hạnh phúc. Tôi rất cảm kích vì bạn đã trao cho tôi cơ hội được làm bạn và chia sẻ đôi chút về những điều chắc chắn sẽ giúp bạn hạnh phúc. Xin được cầu chúc cho bạn sẽ luôn trí tuệ và bản lĩnh để bước trên con đường rải đầy hoa hồng lẫn chông gai, mang tên tình yêu, hôn nhân. Có được bộ sách này chắc chắn không phải là thành tựu của riêng tôi, mà còn có sự đóng góp và thúc đẩy lớn lao từ rất nhiều người, bao gồm gia đình tôi, những vị thầy đáng kính đã khai sáng cho tâm thức tôi, những người cộng sự tuyệt vời tại Happy Academy, đội ngũ Happy Coach, hàng trăm ngàn người đã tham gia các khóa học, chương trình online hay offline của tôi trong gần 3 năm qua và tin tưởng chia sẻ cùng tôi câu chuyện cá nhân của họ. Cuối cùng, không thể nào không nhắc đến người bạn đời, bạn đạo yêu thương của tôi, anh Hà Huy Huấn, người đàn ông đã luôn ở bên bảo vệ, hỗ trợ và đồng hành cùng tôi trên con đường hướng về ánh sáng. Xin được yêu thương và biết ơn tất cả. Tuệ An. Thần chú tình yêu. Tuệ An. Một, tôi xin nguyện vun bồi năng lực sống tự hạnh phúc với chính mình, vì chỉ khi đó tôi mới có thể trao tặng niềm hạnh phúc ấy cho người khác. Hai, tôi xin nguyện yêu trong tỉnh thức, yêu mà không dựa dẫm, bòn rút năng lượng từ người ấy. Ba, tôi tin rằng yêu là cho đi vô điều kiện, không phải là đòi hỏi, mong cầu và kiểm soát đối phương. 4. Tôi nguyện yêu đơn thuần, chia sẻ và thấu hiểu, vì chỉ có như vậy, hạnh phúc mới luôn vững bền. 5. Nếu đã bước chân vào tình yêu, tôi xin nguyện yêu người ấy bằng tình cảm chân thành và thuần khiết nhất. 6. Tôi tin rằng tình yêu không chỉ là những lời thề non hẹn biển, yêu đơn giản là cùng nhau sống bình yên, và tôi sẽ xây dựng điều đó vững chắc trong tâm hồn mình. Để khi người ấy bên tôi, họ cũng sẽ được bình an. 7. Tôi hiểu rằng có một sự thật không bao giờ thay đổi, đó chính là sự đổi thay, vạn sự vô thường và tình yêu cũng vậy. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bình thường với nó. 8. Nếu lỡ có ai đó nhất quyết rời bỏ tôi trong cuộc đời này, tôi hiểu rằng đó là chuyện mình không thể cưỡng cầu, miễn sao tôi đừng rời bỏ chính mình là được. 9. Tôi xin nguyện nâng đỡ chính mình cũng như giúp người ấy khi cần, để cả hai cùng hướng về phía ánh sáng,
trở nên giá trị và sống tử tế mỗi ngày. 10. Cuối cùng, tôi hiểu rằng tình yêu không phải là tìm một người hoàn hảo, mà là yêu mình, yêu người ấy đúng cách và tìm ra điều tuyệt vời từ những điều không hoàn hảo ấy. Yêu trong tỉnh thức. Yêu nhau xin hãy thật lòng, yêu trong tỉnh thức được không hỡi người. Nếu tâm có động riêng tư, ta nên buông xả giống như lá vàng. Khi yêu thì thật nồng nàn, cưới về xin nhớ ngàn vàng lời trao. Yêu rồi học cách hiểu nhau, chớ đừng đói khát khổ đau cuộc tình. Yêu không kỳ vọng riêng mình, yêu là chia sẻ niềm tin bạn đời. Yêu trong tỉnh thức ai ơi, yêu không vướng mắc mọi nơi an lành. Yêu là cơn gió mát lành, khi yêu ta sẽ trưởng thành từ tâm. Đời ta sương động đêm thâm, bình minh thức tỉnh, mê lầm tiêu tan. Chúc cho các bạn tuệ an, biết chân hạnh phúc, bình an tại lòng. Bạn trai, bạn gái, bạn đời, bạn đạo. Tôi sinh ra vào năm 8X và lớn lên trong những năm 90. Thời của tôi, khi còn hẹn hò tán tỉnh yêu đương, thì người ấy và mình thường gọi nhau là bạn trai, bạn gái. Hàm ý là một người bạn nhưng có chút đặc biệt hơn những người bạn khác. Có chút tình cảm nhớ nhung, xao xuyến. Có những cái nắm tay rất nhẹ. Đến thời nay thì khác rồi. Giới trẻ mới quen nhau thì cũng gọi vợ vợ chồng chồng ngay được. Rồi có khi mới chỉ vài tháng trôi qua mà đã là vợ với chồng của không biết bao nhiêu người. Thế rồi đến lúc lấy nhau thật, cùng nhau ký tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn, thì hai người từ bạn trai bạn gái được chuyển thành bạn đời. Bạn đời, hai từ nghe sao mà thiêng liêng mà lâu dài đến vậy. Bạn đời là hai người bạn sống cùng nhau, gần như là cả cuộc đời này, trải qua bao hạnh phúc, đắng cay, gian khổ, ngọt bùi cùng nhau. Bạn đời cũng có những lúc tranh luận, cãi vã hay vô tình mà làm tổn thương nhau, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay nhau, ngồi cạnh bên nhau mà nhớ rằng chúng ta là bạn đời. Đương nhiên, điều quý giá như là một người bạn đời đâu dễ nào mà có được. Cả mình và người ấy đều phải nỗ lực rất nhiều để trở thành một nửa thực thụ của nhau. Cho dù tình yêu là yếu tố đầu tiên dẫn chúng ta đến hôn nhân, nhưng chỉ mỗi tình yêu không thì không thể khiến chúng ta trở thành bạn đời của nhau lâu dài. Vì tình yêu của ta cũng vô thường lắm. Lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc mãnh liệt, bùng cháy, lúc lại bình thường, phẳng lặng. Tình yêu cần đi cùng với sự thấu hiểu, bao dung, trân trọng, ngưỡng mộ, lắng nghe, hy sinh, nhường nhịn, thì mới giúp chúng ta trở thành bạn đời đúng nghĩa, chứ không phải chỉ là bạn một quãng đời ngắn ngủi. Gần chục năm về trước, sau khi đã yêu nhau một quãng thời gian đủ dài để quyết định dọn về sống chung một nhà, tôi và người ấy kết hôn. Chúng tôi cũng đã từng trải qua những giai đoạn đắng cay trong hôn nhân, đến nỗi suýt buông tay nhau vài lần. Nếu bạn đã đọc cuốn sách 90 ngày thực hành yêu thương vô điều kiện, trong bộ sách Chinh phục hạnh phúc của tôi, được xuất bản vào năm 2020, thì chắc hẳn còn nhớ câu chuyện hôn nhân lên bổng xuống trầm đó. Thế rồi, qua bao biến cố, chúng tôi vẫn ở bên nhau, nắm tay nhau, nhưng chúng tôi không còn gọi nhau là bạn đời nữa, mà giờ đây chúng tôi gọi nhau là bạn đạo. Tôi là bạn đạo của anh ấy, và anh ấy là bạn đạo của tôi. Những người bạn của anh ấy hay nói rằng tôi luôn là chủ đề chính mỗi khi anh ấy nói chuyện với bạn bè, kể cả khi tôi có mặt hay không có mặt. Lúc đó, anh ấy hay kể và giới thiệu rằng tôi cũng không phải là vợ anh, mà là người bạn đồng hành thân thiết nhất của anh ấy. Và với tôi, đương nhiên anh ấy cũng vậy. Có khi chúng tôi cách xa nhau cả vài nghìn cây số trong nhiều tháng, cũng chẳng thể gọi điện hay nhắn tin với nhau quá thường xuyên. Nhưng hơn ai hết, chúng tôi biết rằng tâm hồn hai người vẫn luôn đồng điệu,
không chỉ hướng về nhau mà còn hướng về phía ánh sáng, cùng nhau hiện thực hóa những ước mơ lớn và tử tế cho cộng đồng. Không chỉ sống vì mình mà còn sống vì những người khác. Có một lần, vào ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng, khi đó anh ấy đang ở một nơi xa để vừa tu học, quay vào bên trong rèn giũa bản thân, vừa phụng sự. Anh ấy nhắn tin cho tôi, hỏi: "Nhớ chồng không?" Tôi bảo: "Có chứ, chắc em cũng chưa tu được, đến cảnh giới hết nhớ nhung. Nhưng mà càng nhớ thì càng phải nỗ lực để giúp cho các cặp đôi đang được gần nhau, hãy trân trọng từng giây phút bên nhau, để sau này dù không biết ra sao, ngày mai chúng ta cũng sẽ không hối tiếc." Đời ngắn lắm, làm gì có cái gì là đúng là sai, chỉ biết sống tử tế và mỉm cười trong từng khoảnh khắc. Khi trở thành bạn đạo của nhau, mối quan hệ tình cảm của chúng tôi nhẹ nhàng như vậy đó. Không còn tranh giành đúng sai, không còn âu lo lỡ một mai người ấy hết yêu mình, chẳng sợ hãi ai đó sẽ phản bội hay chia tay. Khi tiến bước từ bạn đời lên bạn đạo, thì ta đã nâng cấp mối quan hệ hôn nhân của mình lên một tầng cao mới rồi. Ta sẽ vượt thoát gần như tất cả những vấn đề đau đầu mà các cặp đôi thường hay mắc phải trong cuộc sống. Đôi khi sẽ không quá nếu nói rằng ta sẽ vượt thoát được khổ đau trong tình yêu, hôn nhân, để lúc nào cũng bình an và vui vẻ trong tâm hồn. Ta và người ấy vẫn là hai cá thể độc lập, chẳng cần kiểm soát hay quản lý đối phương, nhưng sẽ không thể nào tách rời nhau vì chúng ta đang đi chung trên con đường của chân lý, của những điều tử tế và tốt đẹp. Đạo chính là con đường ánh sáng, bạn đạo là những người đồng hành đi trên con đường ấy. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một sự thật, đó là tỷ lệ những cặp đôi sẽ trở thành bạn đạo của nhau trong cuộc đời này là rất rất ít. Chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Để trở thành bạn đạo, đầu tiên ta và người ấy phải tìm thấy nhau, chọn đúng nhau, để rồi cùng nhau vun bồi nội lực và phát triển những giá trị cốt lõi đúng đắn trong chính mình, cũng như nâng đỡ đối phương, để cùng trở nên tử tế hơn mỗi ngày và hoàn thành sứ mệnh chung vì cộng đồng, vì người khác. Nhưng có lẽ chưa cần phải đạt đến cấp độ bạn đạo, mà chỉ cần trở thành một người bạn đời tốt của nhau là chúng ta đã trở nên hạnh phúc viên mãn hơn trong tình yêu, hôn nhân rồi. Nếu bạn thật sự muốn vậy, hãy đọc kỹ cuốn sách này từ đầu đến cuối, đừng bỏ sót bất cứ một phần nào cả. Vì mỗi một phần đều có thể là một chìa khóa giúp bạn bước đầu khai mở và đạt được hạnh phúc hòa hợp trong các mối quan hệ tình yêu, hôn nhân và gia đình. Suy cho cùng, ý nghĩa của hôn nhân chính là hai người ở bên nhau, chia sẻ một cách dài lâu, là thấu hiểu và giúp đỡ. Người đó sẽ bên bạn gần như cả cuộc đời. Người đó không phải bố mẹ bạn, không phải con cái bạn, cũng không phải bạn bè bạn, người đó chỉ có thể là nửa kia của bạn mà thôi. Và đỉnh cao của hôn nhân chính là khi hai người trở thành bạn đạo của nhau. Từ bạn đời đến bạn đạo. Mình nắm tay đi suốt cuộc đời, từ đầu đến cuối mãi không rời. Nhân duyên từ ngàn năm trở lại, đến kiếp sống này hẹn sánh đôi. Qua phong ba thăng trầm cuộc sống, phút sao lòng choáng ngợp lương tâm. Dẫu khó khăn nguyện không từ bỏ, không đúng sai oán giận làm chi. Đích hạnh phúc rõ ràng tiến bước, mình có nhau trong từng nghĩ suy. Chẳng cần kề bên cũng hiểu lòng, luôn cùng nhau chia sẻ nhọc nhằn. Vững bước qua gian nan người nhé, đừng chỉ làm bạn một quãng đời. Chúng mình tỉnh thức cùng tu sửa, nơi cuối đường chân lý đợi ta. Cuộc sống này bao nhiêu cho đủ, để đôi ta gửi gắm yêu thương. Những nụ cười ôm ấp muộn phiền, tay trong tay bình an đi tới. Tình yêu cũng giống như một cái cây. Bắt
Bắt đầu một tình yêu cũng giống như việc bạn gieo hạt và trồng cây vậy. Khi mới quen với một người, thì mối quan hệ đó cũng đâu thể sau một đêm mà phát triển ngay thành tình yêu hay hôn nhân. Đã là cây thì chúng ta cần phải tưới nước, chăm bón mỗi ngày. Quan trọng là đều đặn mỗi ngày tưới tẩm một chút. Nếu lỡ hôm nay tưới cả gáo nước, rồi vài ngày sau không tưới thì cây cũng chết. Bạn và người ấy sẽ cần quan tâm, chăm sóc cho nhau mỗi ngày, có khi là từ những món đồ ăn vặt, những lời nói hỏi han ân cần, hay là những sự giúp đỡ cho đối phương. Từ khi bắt đầu trồng cây đến ngày hái quả là cả một quá trình. Dục tốc bất đạt, nếu quả còn đang nhỏ xíu, xanh lét thì đừng vội hái. Phải chờ cho đến lúc quả chín thì bạn không cần hái, nó cũng sẽ tự rụng. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu bắt ép mà được. Và kể cả khi chúng ta đã nỗ lực và được hưởng trái ngọt ngay trong mùa đầu tiên rồi, thì vẫn sẽ cần tiếp tục chăm bón, vun trồng, cải tạo đất, bổ sung dinh dưỡng cho cây, thì mùa sau nữa, ta mới được hưởng trái ngon. Nếu không thì trái cũng sẽ nhạt rồi chua dần. Nếu đọc đến đây mà bạn chợt nhận ra, chết rồi, quả của mình ngày xưa ngọt thế, giờ chua mất rồi thì phải làm sao đây? Còn làm sao nữa, hãy nhanh chóng quay về chăm sóc cho cái cây tình cảm thiêng liêng giữa bạn và người ấy. Bón thật nhiều yêu thương vô điều kiện, lòng biết ơn, sự trân trọng, ngưỡng mộ, lắng nghe, thấu hiểu, kiên trì như vậy. Và đợi đến mùa sau nữa, chắc chắn quả sẽ bớt chua và ngọt dần trở lại. Tất nhiên, chữa trị thì sẽ tốn công sức hơn là phòng tránh. Nên bạn cũng hãy nghiêm túc rút ra bài học của mình, để không bỏ quên cây tình yêu bất kể một giây phút nào nhé. Sự thật là không có cái cây nào không cần chăm cũng lớn. Kể cả con người không chăm thì thiên nhiên cũng sẽ chăm sóc nhờ mưa, nắng, đất đai. Cũng như không có một mối quan hệ nào mà ta không để tâm, không trân trọng thì vẫn sẽ tốt đẹp. Vậy thì hãy cùng quay về chăm sóc cho khu vườn của chính mình bắt đầu từ giây phút này bạn nhé. Yêu trong tỉnh thức. Khi bạn thật sự yêu một ai đó, cái tôi của bạn sẽ tự động biến mất dần vì người đó. Vậy nên, khi chúng ta yêu nhau, kết hôn mà cãi cọ nhau, tranh giành đúng sai, mâu thuẫn về những chuyện không đâu, thì hãy tự hỏi xem liệu ta có đang yêu đối phương thật sự hay không? Chúng ta có đang tỉnh thức hay không? Yêu trong tỉnh thức là tình yêu của những người trưởng thành. Sự trưởng thành không liên quan đến giàu nghèo, địa vị hay tuổi tác. Trưởng thành là khi ta làm chủ được chính mình, làm chủ được cảm xúc, có năng lực tự hạnh phúc với chính mình. Sự trưởng thành không phải là biến đổi mình trở thành một ai khác, mà chính là quay trở về với những phẩm chất thuần khiết, tốt đẹp vốn có bên trong. Trưởng thành rồi thì hãy bước vào tình yêu bạn nhé. Đừng lớn rồi mà lại cứ yêu đương như trẻ con, sáng nắng chiều mưa, giữa trưa giông bão, đến tối lại bình thường. Yêu như vậy chẳng khác nào hai người cùng nhau đóng một vở kịch. Rồi đến lúc kịch tan, hai diễn viên chính mỗi người rẽ một nơi. Tình yêu của những người trưởng thành không có ai cần dựa dẫm vào ai quá nhiều. Mỗi người đều có năng lực tự hạnh phúc, để rồi chúng ta đến với nhau và san sẻ hạnh phúc đó cho nhau. Tất nhiên ta vẫn cần nâng đỡ nhau, đặc biệt những lúc bản thân cảm thấy mệt mỏi hay đôi chút yếu đuối. Tuy nhiên, ta cần luôn tỉnh thức mà nhận ra rằng người thương có thể giúp ta, nhưng đó chỉ là phụ. Chúng ta tự đứng trên đôi chân của mình mới chính là kể cả trong tình yêu và hôn nhân. Như vậy, mối quan hệ tình cảm này của ta mới bền vững. Khi yêu trong tỉnh thức, ta sẽ cần dừng lại những thói quen, đòi hỏi, mong muốn, sở hữu người khác, đặt kỳ vọng quá lớn vào người khác. Vì tất cả những điều này đều tạo nên sự xung đột trong các mối quan hệ tình cảm, đặc biệt là tình yêu. Khi yêu trong tỉnh thức, chúng ta vẫn nhận biết rõ các giá trị vai trò của cả mình và người ấy. Để rồi trân trọng lẫn nhau, biết ơn và ngưỡng mộ nhau. Và hơn cả thế, khi lỡ gặp vấn đề trong một mối quan hệ,
ta sẽ không bao giờ cảm thấy chết chìm trong mối quan hệ đó, vì ta hiểu rõ rằng mình vẫn có giá trị và còn rất nhiều vai trò khác cần phải được lấp đầy. Yêu nhau đâu phải vì tiền, tình yêu đâu phải ngẫu nhiên mà thành. Làm gì mà phải tranh giành, đã yêu là phải chân thành, thủy chung. Yêu rồi đừng có lòng vòng, luyện ngay tỉnh thức bên trong vững vàng. Đừng chạy đi tìm kiếm tình yêu. Tình yêu, thứ mà bao nhiêu người khát khao có được, chúng ta có thể đi tìm nó ở đâu? Sự thật trớ trêu là tình yêu chỉ đến khi bạn không đi tìm nó. Đơn giản bởi vì tình yêu luôn hiện diện ở xung quanh bạn, cả ở bên trong và bên ngoài. Thế nên bạn đâu cần chạy đi đâu để kiếm tìm tình yêu cho phí hoài công sức. Đầu tiên, bạn cần yêu và chấp nhận bản thân mình. Bạn cần hiểu rõ chính mình, kể cả những điểm tốt và chưa tốt để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Bạn cần chú ý đến những mục tiêu và giá trị của mình. Bạn càng coi mình là người hấp dẫn, người khác sẽ càng thấy bạn hấp dẫn. Bạn càng yêu thương chính mình, bạn sẽ chiêu cảm những người cùng yêu mến bạn đến gần hơn với mình. Ngược lại, nếu bạn cảm thấy mình không đáng giá, thì thường sẽ khó ai có thể coi trọng bạn. Một trong những cách tốt nhất để thu hút tình yêu đến với bạn, đó chính là khơi dậy và phát triển tình yêu bên trong bạn. Hãy luôn tự tin với chính mình, tự tin nhưng chớ tự cao bạn nhé. Hãy luôn xuất hiện với hình ảnh tốt đẹp nhất của bạn. Hãy sống tử tế, đối xử chân thành với mọi người. Điều đó vô tình sẽ lôi cuốn sự chú ý và ngưỡng mộ của mọi người dành cho bạn một cách rất tự nhiên. Thứ hai, đừng bao giờ đặt ra những kỳ vọng trong tình yêu. Giả dụ như muốn có một tình yêu để đối phương khiến bạn được hạnh phúc, hay muốn tìm một người đặc biệt có thể xua tan hết những cô đơn, bất an, cảnh nghèo khó của mình và mang lại cho mình sự sung túc đầy đủ về mọi thứ. Vì một lẽ đơn giản, hạnh phúc của bạn không thể đến từ một đối tượng bên ngoài, và khi bạn bắt đầu một mối quan hệ với tâm mong cầu, với lòng tham, thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào có một kết quả tốt đẹp. Những năm gần đây với sự bùng nổ của những tiểu thuyết ngôn tình hay những bộ phim lãng mạn, đôi khi khiến một số người nghĩ rằng chuyện yêu đương rất dễ dàng và luôn ngọt ngào. Họ không hiểu rằng thật ra tình yêu không chỉ toàn màu hồng như thế, và ta phải cố gắng rất nhiều để có được tình yêu thật sự. Rồi có rất nhiều người đặt ra các tiêu chuẩn khó khăn về người yêu hay bạn đời tương lai. Ví dụ, bắt buộc phải có bằng cấp thế này, chiều cao, vóc dáng, cân nặng và màu da thế kia. Nhưng chính những tiêu chuẩn này lại hạn chế cơ hội tìm được tình yêu thật sự của họ. Yêu đâu phải là một chuyện mà ta có thể đặt ra những tiêu chuẩn cụ thể, rồi lại lao đi để tìm kiếm nó ở phía bên ngoài. Yêu chẳng khiến cho chúng ta mệt mỏi lắm sao? Đừng bao giờ chạy đi tìm kiếm tình yêu, vì tình yêu có mặt ở khắp mọi nơi. Nếu bạn chưa tìm thấy tình yêu, đơn giản bạn chưa làm đúng cách, bởi vì tình yêu không có gì kỳ lạ cả. Hãy đi ra ngoài nhiều hơn, sống hết mình, hạnh phúc và đúng mực. Hãy nói chuyện với mọi người về cuộc sống, chứ không phải về những vấn đề của bạn. Hãy vượt qua những nỗi sợ trong hiện tại, quá khứ hoặc tương lai. Đừng tìm kiếm tình yêu. Tình yêu sẽ tìm thấy bạn khi bạn chia sẻ những điều tuyệt vời với người khác. Suy cho cùng, tình yêu nam nữ cũng chỉ là một dạng của tình yêu mà thôi. Hãy sẵn sàng bước ra khỏi khung trời nhỏ bé của ta để cho đi và hiện thực hóa những điều tốt đẹp thôi nào. Khi yêu, hãy để tâm là ngọn đèn soi sáng, để hiểu rằng trong tình yêu mọi thứ đều là vô thường. Cuộc sống và vạn vật xung quanh chúng ta, từng giờ, từng phút chuyển hóa không ngừng. Không có bất kỳ sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là quy luật vô thường. Tiền tài, danh vọng, vật chất,
và kể cả những người xung quanh đều không phải là của ta, có thể rời ta đi bất cứ lúc nào. Tình yêu cũng vậy, vô thường lắm. Lúc say đắm vì nhau, lúc lại cảm thấy có cũng được, không có cũng được. Rồi có lúc chỉ nhìn thấy nhau là đã hận thù oán ghét muốn quay mặt đi. Đôi khi từ yêu chuyển sang hận chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Một người đang ở bên ta thậm chí từng nói rằng sẽ yêu ta trọn đời, thì một ngày nào đó cũng có thể rời xa ta mà không cần báo trước. Ta cũng vậy thôi. Ban đầu có thể hy sinh tất cả vì người ấy, yêu thương họ vô điều kiện, để rồi lâu dần khi mình cũng mệt, cũng chán, cũng tiêu cực, lại tự cảm thấy không thể chịu đựng đối phương thêm nữa, để rồi cũng quay lưng mà rời đi. Trong tình yêu, chúng ta thường sợ và trách sự thay đổi, nhưng hãy tự hỏi mình, liệu có cái gì trên đời là không bao giờ đổi thay? Mọi thứ đều vô thường. Vậy thì tại sao ta lại không bình thường cơ chứ? Khi hiểu về vô thường, chúng ta mới nhận thức được sự vô bổ của những khoái lạc nhất thời trong cuộc đời, mà có khi ta dành rất nhiều năng lượng để tìm kiếm và đạt được những khoái lạc đó. Khoái lạc khi được ai đó tặng quà, nói lời yêu, tỏ tình một cách lãng mạn. Khi mong cầu và đạt được nó trong phút chốc, hay thậm chí trong cả chuyện tình dục lúc yêu. Khi hiểu về vô thường, con người mới có được tấm lòng biết ơn và yêu thương vô điều kiện, biết thưởng thức cuộc sống, biết đủ để tâm luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc, biết chấp nhận mọi sự thay đổi một cách nhẹ nhàng. Khi hiểu về vô thường, chúng ta mới có năng lực sống tự hạnh phúc với chính mình, vì biết rằng thật ra không có ai có trách nhiệm phải ở bên ta và quan tâm ta mãi mãi, không mắc kẹt vào sự mong cầu hạnh phúc từ người khác đem lại, bởi chẳng ai có thể vui vẻ bên ta mãi được, trừ chính bản thân ta. Khi hiểu về vô thường, ta biết mỗi người đến bên ta đều là duyên. Duyên đến, duyên lại đi. Người đến, người cũng sẽ rời đi. Nhưng rồi, những cuộc gặp gỡ khác sẽ lại đến. Khi hiểu về vô thường, ta biết không có cái gì là vui mãi, cũng chẳng có cái gì là buồn mãi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ bạn hãy từ từ nhắm mắt lại, tĩnh lặng, hít thở một hơi thật sâu, đọc câu thần chú. Tất cả chỉ là vô thường. Trở về. Đông đã qua rồi xuân lại tới. Ngày mới đến rộn ràng tiếng cười. Người người dọn dẹp trong phơi phới, cùng nhìn nhau vui vẻ giữa đời. Giờ đây thời thế khác nhiều rồi, không ra ngoài nữa, ở nhà thôi. Ta trở về, ta bình an lạ, chỉ cần thế thôi cũng đã đời. Đã bao lâu rồi ta bận quá, bận đến quên ăn, quên cả mình. Để mà cuộc sống cứ linh tinh, lang thang vô định, tìm nơi bám. Thế nhưng tìm mãi có thấy đâu, sao mà nhân thế lắm thương đâu. Giật mình tỉnh giấc, à không phải, đau lẫn niềm vui một chẳng hai. Hoa đào muốn nở cần giá rét, con người muốn sướng cần khổ đau. Đối mặt xuyên qua không né tránh, ta lớn hơn ta thật tuyệt vời.